RQ-4 Glover Hawk là máy bay do thám không người lái UAV hiện đại nhất của quân đội Mỹ. Chúng có khả năng do thám này có khả năng chụp, thu thập, truyền về căn cứ các hình ảnh địa hình, vật thể, trận địa của đối phương với độ phân giải cực cao. Kính thưa quý khán thính giả yêu mến, theo Military Today, RQ-4 Glover Hawk là một loại máy bay trinh sát không người lái do công ty hàng không Ryan, nay là công ty con của Northrop Grumman, phát triển dưới mật danh TEE. RQ-4 Glover Hawk được thiết kế để thu thập các thông tin tình báo hỗ trợ các hoạt động quân sự của Mỹ trên khắp thế giới. Trong tên RQ-4, R theo ý tưởng của Bộ Quốc phòng để trinh sát, Reconnaissance, Q có nghĩa thuộc hệ thống máy bay không người lái, và 4 số series các hệ thống máy bay chuyên dụng điều khiển từ xa. Máy bay được đánh giá là sự kỳ diệu của công nghệ không quân Mỹ, RQ-4 Glover Hawk mang trong mình những hiệu năng vượt trội so với huyền thoại trinh sát tầm cao Lockheed U-2. 7 chiếc RQ-4 đầu tiên được chế tạo theo chương trình ACTD, Advanced Concept Technology Demonstration, được tài trợ bởi DARPA, Defense Advanced Research Project Agency, chiếc đầu tiên cất cánh vào ngày 28 tháng 2 năm 1998. RQ-4 Glover Hawk được tích hợp nhiều thiết bị hiện đại bao gồm hệ thống cảm biến và hệ thống liên lạc, hệ thống phóng và thu hồi LRE, Launch and Recovery Element, hệ thống điều khiển tác chiến MCE Mission Control Element. Loại phương tiện trinh sát này trang bị một động cơ phản lực Allison Rolls-Royce E3007H, giúp chúng đạt vận tốc 575 km/h, tầm bay 14.001 km, thời gian bay 32 giờ, trần bay 18 km. Khung máy bay được làm bằng vật liệu nhôm, cấu trúc vỏ nửa liền và đuôi chữ V, hai cánh được làm bằng vật liệu composite. Bộ cảm biến tích hợp IIS, Integrated Sensor Suite được cung cấp bởi tập đoàn quốc phòng Raytheon. Chúng bao gồm một radar khẩu độ tổng hợp xa, Synthetic Aperture Radar, cảm biến điện quang tầm xa L và tầm nhiệt IR. Cảm biến L và IR có thể hoạt động hợp nhất với hệ thống xa. Chúng sẽ cung cấp các ảnh tìm kiếm trên diện rộng và chế độ dò tìm có độ phân giải cao. Hệ thống xa có chế độ theo dõi mục tiêu di chuyển trên bộ, có khả năng gửi tin tức hình ảnh về vị trí và tốc độ di chuyển của mục tiêu. Mọi dữ liệu từ hệ thống xa và hai cảm biến L trên IR đều sẽ được truyền trực tiếp từ máy bay về cho trung tâm điều khiển phân tích và xử lý. Một hệ thống dẫn đường bằng quán tính được bổ sung kết hợp cùng hệ thống định vị GPS giúp cho chiếc UAV trinh sát tàn hình này hoạt động cực hiệu quả. RQ-4 Glover Hawk sẽ hoạt động tự động sử dụng một đường liên kết dữ liệu vệ tinh để gửi dữ liệu từ máy bay đến hệ thống điều khiển tác chiến. Về kích thước, RQ-4 Glover Hawk có chiều dài 14,5m, sải cánh 39,9m, chiều cao 4,7m, trọng lượng rỗng 6.781 kg, trọng lượng toàn tải 14.628 kg. RQ-4 Glover Hawk được điều từ xa bởi 3 người: nhân viên phụ trách LRE, nhân viên phụ trách MCE và người điều hành cảm biến. RQ-4 Glover Hawk được khai thác sử dụng bởi phi đội trinh sát số 12 tại căn cứ không quân Bình, California, và phi đội trinh sát số 348 tại căn cứ không quân Grand Forks, Bắc Dakota. So với máy bay U-2, máy bay do thám RQ-4 Glover Hawk không cần người điều khiển trực tiếp, nó có thể lững lơ trên bầu trời của đối phương hàng ngày liền trước khi phải trở về căn cứ để tiếp nhiên liệu. Với trần bay trên 18 km, việc đánh chặn loại máy bay này hết sức khó khăn. Một chiếc RQ-4 Glover Hawk có giá khoảng 123 triệu USD khi xuất xưởng, chưa tính tới chi phí vận hành. RQ-4 Glover Hawk đang có trong biên chế của Không quân và Hải quân Mỹ, với vai trò là một hệ thống tầm cao có chức năng thu thập thông tin tình báo, cũng như hỗ trợ lục quân trong các chiến dịch quân sự toàn cầu, cho phép lực lượng mặt đất sử dụng vũ khí một cách chính xác hơn và có thể bảo vệ cho quân đồng minh tốt hơn. Loại RQ-4 Glover Hawk không chỉ có khả năng chụp, thu thập, truyền về căn cứ các hình ảnh địa hình, vật thể, trận địa với độ phân giải cực cao, nhìn xuyên qua những đám mây dày đặc và hoạt động hiệu quả trong tình trạng bão cát, mà còn có thể nghe trộm đường truyền tín hiệu và ghi lại các hoạt động dưới mặt đất theo thời gian thực. Một chiếc RQ-4 có khả năng giám sát một khu vực tới 103.600 km2 trong một ngày. Đây được đánh giá là dòng UAV trinh sát tàng hình uy lực nhất thế giới. Còn các bạn nghĩ sao? Hãy để lại bình luận bên dưới. Nếu thấy hay xin quý vị hãy hoan hỷ cho chúng tôi một like và chia sẻ với mọi người để giúp kênh phát triển. Đồng thời hãy đăng ký kênh và bật chuông thông báo để không bỏ lỡ video mới của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại vào video sau bạn nhé!
bằng 2GM, 2GM.